mang thai, sinh nở và cho con bú là thiên chức và là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Không có gì cao quý và thiêng liêng hơn tình mẫu tử, một tình cảm đã in sâu vào trong tiềm thức người phụ nữ Việt Nam. Ôm con trong lòng và cho con bú sẽ làm tăng thêm mối quan hệ khăng khít và tình cảm thiêng liêng không thể thay thế giữa mẹ và con. Tuy vậy, theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện số trẻ em Việt Nam được bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu chỉ đạt 19,4%, chủ yếu tập trung ở nông thôn và khu vực vùng sâu vùng xa. Theo một nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tại Việt Nam, thì chỉ có 55% trẻ sơ sinh được mẹ cho bú ngay trong vòng 1 giờ đầu sau khi ra đời, và 36% bà mẹ có ý định cho con bú kéo dài đến 24 tháng tuổi. Nguyên nhân trực tiếp tác động đến tình trạng trên là do nhận thức về tầm quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ chưa cao. Hơn nữa, hiện nay, ngành công nghiệp thực phẩm phát triển đã cho ra đời quá nhiều sản phẩm sữa, công thức với nhiều thành phần dinh dưỡng. Điều này tác động lên tâm lý bà mẹ rằng cần phải dặm thêm sữa bột để bổ sung chất này, chất khác cho con, mà quên rằng những thành phần của sữa bột đang có chỉ là sự mô phỏng theo thành phần của sữa mẹ. Sữa mẹ mới chính là thực phẩm tự nhiên và an toàn nhất cho sự phát triển của trẻ. Thực tế, trong thập kỷ qua, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở Việt Nam đã sụt giảm nhanh chóng, từ 34% vào năm 1998 xuống còn 19% trong năm 2010. Hiện nay, chỉ có 19,4% các bà mẹ Việt Nam cho con bú hoàn toàn trong giai đoạn quan trọng này. Vâng, như quý vị và các bạn vừa xem phóng sự thì rõ ràng trẻ được nuôi dưỡng đúng cách và một cách khoa học thì sẽ giúp cho trẻ có được một sự phát triển cũng như hệ miễn dịch tốt và phát huy tối đa tiềm năng về thể chất, trí tuệ trong tương lai. Phóng sự vừa rồi thì rõ ràng là giúp cho quý vị và các bạn hình dung một cách rõ nét về nội dung mà chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập. Đó chính là vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ và những cái điều mà quý vị và các bạn cần phải chú ý. Và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn các vị khách mời sẽ giúp cho chúng ta, đặc biệt là giúp cho quý vị và các bạn có những thông tin cũng như những kiến thức chính xác và đầy đủ nhất về lĩnh vực này. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, phó giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Vị khách mời thứ hai là thạc sĩ bác sĩ Ngô Văn Quang, phó giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng. Và vị khách mời thứ ba, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Đỗ Thị Trung, quan sát của người thân xung quanh nữa để gửi đến cho các bác sĩ của chương trình. Đây là một cơ hội rất hiếm có để cho quý vị và các bạn có thể được trò chuyện trực tiếp với họ, những người rất có uy tín trong ngành y tế của thành phố Đà Nẵng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với vị khách mời đầu tiên. Xin chào bác sĩ Ngô Thị Kim Yến. Có lẽ bác sĩ cũng có thể cho chúng tôi biết được là với cái vai trò là một đại diện lãnh đạo Sở Y tế thời điểm này thì bác sĩ có thể cho biết hiện tại thì ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chúng ta nói riêng và cả nước nói chung luôn đi thì cái tình hình nuôi con bằng sữa mẹ đang được tuân thủ như thế nào? Vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy về cái tình hình dinh dưỡng của trẻ nhỏ và đặc biệt là nuôi con bằng sữa mẹ ở trên địa bàn cả nước. Đối với thành phố Đà Nẵng thì có lẽ là cũng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị về cái tình hình dinh dưỡng của thành phố Đà Nẵng cũng như là trong sau đó thì nó ảnh hưởng như thế nào và đặc biệt là cái tình hình nuôi con bằng sữa mẹ. Thành phố Đà Nẵng của chúng ta thì sau một thời gian dài thực hiện các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cũng như là trong cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển của thành phố thì tỷ lệ suy dinh dưỡng nhà căn của Đà Nẵng mình giảm rất là rõ. Từ năm 1999 với tỷ lệ suy dinh dưỡng nhà căn và thấp còi ở cái mức chung là khoảng 27%, và sau 14 năm thì đến năm 2012 thì tỷ lệ suy dinh dưỡng nhà căn của Đà Nẵng xuống còn chỉ 5,4%. Trong khi đó thì tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi tức là chiều cao của đứa trẻ thấp hơn so với chuẩn thì hiện nay là 18%. Với con số đó thì tại thành phố Đà Nẵng chúng ta hiện nay có khoảng gần 15.000 đứa trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi so với tiêu chuẩn chiều cao chuẩn của nó. Cái điều đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái sự phát triển về thể chất cũng như là trí tuệ của trẻ sau này. Thì tất cả chắc có lẽ là tất cả các khán giả cũng đều biết điều đó. Và đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng thì một trong những dấu hiệu hiện nay đáng lo ngại đó là tỷ lệ thừa cân béo phì. Đối với một số các cái vùng khu vực nội thị thì tỷ lệ đó phải là 10%. Đó là một con số mà ngành y tế cũng chúng tôi rất là lo ngại. Tất cả các cái điều đó sẽ được cải thiện đáng kể nếu mà tình hình nuôi con bằng sữa mẹ của chúng ta tốt. Tuy nhiên là
với cái phóng sự vừa rồi thì nói về cái tình hình nuôi con bằng sữa mẹ của cả nước thì cũng có những cái điều đáng lo. Tuy nhiên ở thành phố Đà Nẵng thì càng lo hơn. Với ba thực hành quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, đó là tỷ lệ trẻ bú mẹ sau 1 giờ sau sinh thì Đà Nẵng đạt cái tỷ lệ rất là thấp, 27,9%. Tức là khoảng 100 bà mẹ thì chỉ có 30 bà mẹ cho con bú sau 1 giờ sau sinh. Và đặc biệt là tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tức là không dùng nước và bất cứ một cái sữa bột hoặc là sản phẩm nào nữa, thì Đà Nẵng chỉ có 3,5%, so với toàn quốc là 19% và so với trung bình của thế giới là 35%. Và một trong những cái thực hành nữa mà chúng tôi rất là mong muốn là tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng tuổi, thì thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạt có 11%. Tức là trong 100 bà mẹ chỉ có 11 bà mẹ là cho con bú tiếp tục đến 24 tháng tuổi. Tức là ba cái thực hành chính của nuôi con bằng sữa mẹ thì Đà Nẵng của chúng ta vẫn đạt rất là thấp. Mặc dù thành phố Đà Nẵng có 98% phụ nữ là cho con bú. Tuy nhiên chỉ là cho con bú, nhưng những cái thực hành, ba cái thực hành quan trọng nhất của việc nuôi con bằng sữa mẹ thì là mình đạt cái tỷ lệ rất là thấp. Tình trạng sức khỏe của trẻ thì chúng ta cũng cần biết là nếu như không nuôi con bằng sữa mẹ thì là nuôi bằng cái gì, và chúng ta so sánh giữa nuôi con bằng sữa mẹ với những cái sự lựa chọn khác mà bà mẹ chúng ta đang dùng mà phổ biến nhất hiện nay là thay thế bằng cái sữa công thức hay là sữa bột. Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng phân tích là đối với cái tầm vóc của trẻ cũng như là đối với cái tình trạng sức khỏe của trẻ thì là nuôi con bằng sữa mẹ nó có tác động như thế nào. Như chúng ta biết thì là nếu như mà nói về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ thì bây giờ hỏi nhiều bà mẹ thì nhiều bà mẹ nói rất là tốt, nhưng mà vấn đề ở đây là liệu bà mẹ có biết là nếu như không nuôi con bằng sữa mẹ mà nuôi con bằng sữa bột hay sữa công thức thì nó tác hại như thế nào cho trẻ. Thì ở đây chúng tôi chỉ tập trung phân tích sâu về cái đó, giữa sữa bột hay là sữa công thức, chúng ta xem như đó là sữa bò cộng với những cái yếu tố mà họ bắt chước từ sữa mẹ. Tuy nhiên thì có những cái yếu tố mà sữa bột có thể bắt chước được sữa mẹ, ví dụ như là cả chúng ta có thể thấy quảng cáo trên đài truyền hình rất là nhiều, ví dụ DHA hay là ARA v.v. Thì những cái yếu tố đó nếu như mà ba mẹ ba chưa có kiến thức thì có thể nhìn vào những cái quảng cáo đó thì người ta sẽ nghĩ là sữa mẹ không có DHA và ARA mà chỉ có sữa bột có. Nhưng thực ra những cái thành phần đó là những cái thành phần mà cả cái hãng sữa người ta bắt chước từ sữa mẹ. Tuy nhiên có một số thành phần mà cả cái hãng sữa của cổ công bao nhiêu thì cũng bắt chước được. Đó thứ nhất là những cái hormone và những cái yếu tố tăng trưởng của con người. Thứ hai là những cái men tiêu hóa. Hay là thứ ba là những cái chất chống dị ứng. Và đặc biệt thứ tư là những cái yếu tố mà giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của trẻ và giúp trẻ chống lại nhiễm khuẩn. Thì là những cái yếu tố đó là cái sữa công thức người ta không thể có được. Rõ ràng là cái việc mà những cái thành phần ví dụ như là nâng cao sức đề kháng cho trẻ thì sữa công thức hoặc là các loại sữa nhân tạo khó có thể bắt chước được những người mẹ, đúng không ạ? Và nếu như mà so sánh thêm một tí nữa thì là chúng ta thấy là sữa mẹ thì chắc chắn là không thể có hóa chất bảo quản giống như sữa bột. Và sữa công thức thì là sữa mẹ thì là nó thay đổi thành phần tùy theo giai đoạn phát triển của trẻ và tùy theo nhu cầu của trẻ ở từng giai đoạn. Tuy nhiên sữa bột thì là chúng ta có thể thấy ngoài thị trường là có sữa cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, rồi trẻ sữa từ 6 tháng tới 2 tuổi và trẻ sữa từ 2 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì là không phải là cái nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ mà từ 0 tới 6 tháng tuổi là nó như nhau. Thì đó là một cái ưu việt nữa của sữa mẹ. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy là với những cái thành phần mà sữa mẹ có mà sữa bột không thể nào bắt chước được thì nó giúp cho cơ thể của đứa trẻ nó khỏe mạnh hơn, nó phát triển tối ưu hơn cả về trí tuệ. Còn riêng đối với bệnh tật á, thì là một cái nghiên cứu cho thấy là đối với những cái trẻ mà từ dưới một tháng tuổi thì nếu như mà không được bú sữa mẹ thì nó tăng cái nguy cơ về mắc các cái bệnh, ví dụ như là viêm ruột hoại tử hay là tiêu chảy hay là nhiễm khuẩn máu, nó tăng nguy cơ nó tăng từ 1,4 tới 3,2 lần. Còn trẻ từ 1 tới 12 tháng tuổi thì những cái nguy cơ về những cái bệnh khác như viêm não, viêm tai giữa hay là bệnh viêm phổi hay là dị ứng vân vân thì nó tăng cái nguy cơ từ 2 tới 10 lần. Còn đối với trẻ từ 1 tới 16 tuổi thì lúc đó thì đương nhiên là trẻ trên 2 tuổi thì có thể nó không bú sữa mẹ nữa, nhưng mà tới 16 tuổi thì người ta nghiên cứu trước đó nếu mà trẻ được bú sữa mẹ thì những nguy cơ về viêm tai giữa và viêm não nó giảm 3 tới 4 lần. Sẽ còn có rất nhiều lợi ích khác về cái việc nuôi con bằng sữa mẹ, chúng ta sẽ đề cập đến trong phần tiếp theo của chương trình. Ngay bây giờ thì có người mình sinh đứa trẻ ra thì mình muốn cho con mình bú sữa người hay bú sữa bò, thì đó là chỉ cần tôi đặt câu hỏi ra như vậy thì các bà mẹ đã quyết định được là mình nên uống cho con bú sữa gì rồi. Cho nên là như bác sĩ Trung với bác sĩ Yến hồi nãy nói, tức là những cái thực hành mà nuôi con bằng sữa mẹ thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF người ta nghiên cứu
trong vòng hơn 50 năm qua thì người ta đã khuyến nghị có 6 cái thực hành này chị nên theo. Tức là cái thứ nhất là sau khi sinh con ra thì phải cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Cái thứ hai đó là trẻ nó trước khi mà mình cho con bú mẹ lần đầu tiên đó thì không được cho trẻ ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì, kể cả là nhỏ cam thảo hay mật ong. Cái thứ ba là khi mà trong 3 ngày đầu đó thì cái sữa non tiết ra thì nó rất là quý giá, nó đầy đủ các cái yếu tố miễn dịch cũng như các cái vitamin vân vân, thì cái sữa non đó nên tận dụng. Bởi vì là có một số bà mẹ đó, nghe những cái người mà ở lớp trước người ta nói là mình bỏ cái sữa non đi bởi vì sữa non nó độc, nhưng mà thực ra sữa non đó là cái sữa quý nhất của trong cái khán giả có lẽ quên cung cấp thêm thông tin là với trường hợp vừa rồi thì chắc là một trường hợp mẹ mà rất là ít sữa, cho nên muốn hỏi thêm nó có thể được dùng để thay thế được hay không. Và xin mời bác sĩ Yến bổ sung giúp ạ. Cái đó thì khi chúng tôi nghe lời câu hỏi của khán giả thì chúng tôi biết được đó là một trong những cái mà thực tế đang diễn ra hàng ngày, và các cái bà mẹ thường những gia đình ông bố bà mẹ đang vướng cái vấn đề đó và cứ nghĩ rằng là khi sinh con thì cứ nghĩ rằng là mình không đủ sữa cho con mình bú. Đó là một cái thực tế mà một trong những cái mà thất bại trong cái việc nuôi trẻ trong những cái ngày đầu đời. Tại vì rằng bác sĩ Quang cũng đã nói rất là kỹ về cái 6 thực hành tốt trong cái việc nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên tất cả các bà mẹ đều biết rằng là cái lợi, chúng tôi nghĩ rằng là phần lớn các bà mẹ đều biết được cái lợi ích quý giá của nuôi con bằng sữa mẹ. Tuy nhiên có một điểm là các bà mẹ vẫn cứ nghĩ rằng là không đủ sữa trong những ngày đầu, là vì khi mới sinh thì thấy sữa rất là ít và nghĩ rằng và cái nội dung này thì chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ có một cái tư vấn rất là kỹ khi mà về cái gói khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ cũng như là cái gói hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ khi các bà mẹ đến với các phòng tư vấn. Vì trong cái thời gian thời lượng ở phim trường thì chúng tôi không thể giải thích cụ thể, nhưng chúng tôi đảm bảo một điều rằng là không có bà mẹ nào không có sữa để cho con bố mình trong những ngày đầu sau sinh. Chúng tôi đảm bảo điều đó. Tuy nhiên là làm cách nào và chúng ta có niềm tin như thế nào để chúng ta có đủ sữa trong những ngày đầu, đó mới là một cái mà chúng tôi rất muốn chia sẻ với các bà mẹ ở các phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ. Yến vừa có nói đến một số cái chương trình của chúng ta trên địa bàn Đà Nẵng đang giúp cho các bà mẹ hiểu hơn về cái lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ. Vậy thì bác sĩ Trung, với cái dự án nuôi dưỡng và phát triển miền Trung của chúng ta hiện tại, chúng ta làm được đến đâu rồi ạ? Dự án nuôi dưỡng và phát triển thì còn gọi là dự án A và T hay là dự án ANT. Thì là dự án này thì là trên quốc tế thì nó triển khai ở 3 nước là Việt Nam, Bangladesh và Ethiopia. Ở Việt Nam thì chúng ta triển khai ở 15 tỉnh. Trong 15 tỉnh ở Việt Nam thì miền Trung của chúng ta triển khai ở 5 tỉnh là 5 tỉnh thành là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Trị. Riêng ở Đà Nẵng thì là tất cả 5 tỉnh của miền Trung thì bắt đầu triển khai từ năm 2010 cho tới nay. Và ở Đà Nẵng thì chúng ta thiết lập được 41 cái phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ. Và trong 41 phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ này thì là cứ mỗi phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ thì chúng tôi đào tạo cho chúng tôi kết hợp với là cả cái đối tác chính của chúng tôi là Sở Y tế và cả các đơn vị ban ngành khác ở địa bàn Đà Nẵng để đào tạo cho khoảng hơn 120 tư vấn viên từ các phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ. Và cả cái tư vấn viên này thì được đào tạo rất là bài bản, họ trải qua 2 khóa, mỗi khóa 5 ngày cơ bản và một khóa nâng cao 3 ngày. Như vậy tổng cộng là mỗi tư vấn viên ngoài kiến thức y tế mà họ được nhận từ lâu nay thì dự án ANT đào tạo cho họ 2 khóa 8 ngày. Và trong quá trình họ thực hiện tư vấn ở tại phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ thì là họ luôn được hàng tháng họ được cái mạng lưới giám sát viên của thành phố Đà Nẵng và cả các quận huyện đi giám sát và hỗ trợ thêm về kỹ thuật cho họ. Có nghĩa là hàng tháng thì là nếu như họ có những vướng mắc gì thì cái mạng lưới giám sát viên này chia sẻ. Và mạng lưới giám sát viên này thì chúng tôi cũng đào tạo và cứ 3 tháng một lần thì là giao ban với nhau. Và các anh chị ở đây thì có rất là nhiều kinh nghiệm và rất là mạnh trong cái khâu là về nuôi dưỡng trẻ nhỏ, và họ chia sẻ với nhau rất là tốt. Về cơ sở vật chất thì là chúng tôi thực hiện cái dự án này theo mô hình nhượng quyền xã hội, cho nên là đi đâu nếu như mà thấy cái logo Mặt Trời Bé Thơ thì ở đó là coi như là cái đó là cái phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ do dự án ANT kết hợp với các cái sở y tế để triển khai. Và ở đó thì cả cái công cụ phục vụ cho tư vấn cũng rất là tốt.